Kim Hầu đã trở lại với quý vị các bạn rồi. Đây là quảng trường biển 2 tháng 4 ở Nha Trang, nơi chuyên tổ chức các sự kiện lớn, văn nghệ, quảng cáo. Và hôm nay là ngày cuối cùng của chương trình khai mạc Hội Hè Nha Trang 2022. Cả nhạc mà hát với lại băng nhạc mình thích chứ, cái gì mới gọi là lai.
Đó là cuộn khói đó. Kim Hậu đi bộ tiếp đây. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại nha.